Ngày 6 tháng 11, theo nguồn tin từ Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu, cho biết Công an đã vào cuộc xác minh về vụ việc liên quan đến ổ dịch COVID-19 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Tấn Khởi, địa chỉ tại quốc lộ 1, khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai. Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 19 tháng 10, công nhân của công ty Tấn Khởi là TTMT, 16 tuổi, ngụ xã Phong Tân, thị xã Giá Rai, chở mẹ đến trung tâm y tế thị xã Giá Rai để khám bệnh. Tại đây, kết quả test nhanh COVID-19 cho thấy TTMT dương tính với SARS-CoV-2. Theo báo cáo của Công an thị xã Giá Rai, trong 14 ngày trước khi phát hiện mắc COVID-19, hàng ngày T đi lột tôm tại công ty Tấn Khởi từ 5 giờ đến 16 giờ. Trong ngày 15 tháng 10, T đi đám cưới tại nhà bà TTQ ở ấp 16A, xã Phong Tân. Công nhân này chưa tiêm ngừa COVID-19, cũng không được test COVID-19 trong 14 ngày làm việc tại công ty đến khi phát hiện mắc COVID-19. Qua truy vết, test nhanh các trường hợp F1 liên quan nữ công nhân này ngay trong đêm ngày 19 tháng 10, ngành y tế ghi nhận thêm hàng chục công nhân công ty Tấn Khởi dương tính với SARS-CoV-2. Kể từ đó đến nay, lực lượng chức năng đã ghi nhận gần 700 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty này, chiếm khoảng 80% số công nhân của công ty. Ngoài ra, ngành y tế còn ghi nhận hơn 500 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thủy sản Châu Bá Thảo, có trụ sở tại phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, xác định nguồn lây từ công ty Tấn Khởi.